Quý vị và các bạn thân mến, theo quý vị và các bạn thì khi nền kinh tế gặp những cái khó khăn thì liệu ngành nào sẽ được hưởng lợi trong cái điều kiện kinh tế khó khăn, hay không muốn nói là trong cái giai đoạn mà thị trường khủng hoảng thì ngành nào sẽ được hưởng lợi và ngành nào thì sẽ bị tác động nhiều nhất? Thì để trả lời cái câu hỏi là ngành nào sẽ bị tác động nhiều nhất thì chúng ta phải quay lại với câu chuyện là khi mà nền kinh tế tích cực tăng trưởng thì ngành nào được hưởng lợi nhiều nhất, thì khi mà thị trường gặp những cái vấn đề khó khăn thì đó chính là cái ngành mà chịu cái ảnh hưởng đầu tiên. Nếu nói chung trên thị trường chứng khoán và trên nền kinh tế toàn cầu thì có lẽ là nó sẽ không đúng với Việt Nam, một trong những cái quốc gia mà được cho là đang phát triển, còn thị trường chứng khoán thì đang được đánh giá là thị trường mới chỉ là cận biên thôi, cận biên đang mong muốn được lên thị trường mới nổi thôi. Vậy thì như vậy thì chúng ta đánh giá như thế nào? Thì chúng ta phải bắt đầu từ việc là nền kinh tế của chúng ta, động lực thúc đẩy kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng đến từ đâu? Thì có phải là một đất nước mà đang phát triển lấy cái nòng cốt của xây dựng cơ bản, đầu tư hạ tầng và phát triển bất động sản làm cái động lực tăng trưởng? Bên cạnh đó nữa thì một cái động lực tăng trưởng khác nhưng mà thực sự là nó không đóng góp nhiều và không tác động nhiều đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, đó là cái tăng trưởng đến từ cái nguồn vốn FDI, tức là nguồn vốn của một số cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái sản xuất trong các cái khu công nghiệp. Thì ví dụ như Samsung, ví dụ như là một số nhà máy may mặc thì chúng ta không tính tới, nhưng chúng ta tính cái đầu tiên, và có rất nhiều doanh nghiệp trên thị trường chịu cái sự tác động cũng như được hưởng lợi, đó chính là cái động lực đến từ phát triển bất động sản, xây dựng và xây dựng hạ tầng cơ bản. Chúng ta vẫn phải quay lại cái giai đoạn trước đây, giai đoạn mà sau cái tái cấu trúc các ngân hàng, sau cái giai đoạn mà thực sự là được hưởng lợi rất là nhiều đấy anh chị em và các bạn. Thực sự là cái giai đoạn mà khi mà 2014-15 chúng ta tái cấu trúc các ngân hàng, các cái đợt bắt bớ, rồi một số cái giải quyết cái nợ xấu của ngân hàng, thì quay lại khi kinh tế phát triển thì cái động lực đầu tiên và nó tác động đến toàn nền kinh tế, đó chính là khởi động lại các dự án bất động sản. Tại sao nền kinh tế của chúng ta nó chỉ xoay quanh mới bất động sản thôi? Thì chúng tôi có một cái câu nói rất là kinh điển luôn mà rất nhiều các bạn trẻ bây giờ sử dụng, đó là giàu lên từ đất đai. Thì khi mà các dự án bất động sản nó được khởi động trở lại thì tại sao nó lại tác động rất là mạnh mẽ tới nền kinh tế? Tại vì anh chị và các bạn phải hiểu như thế này này, nền kinh tế của chúng ta phát triển hay không phát triển phụ thuộc vào các dự án bất động sản rất là nhiều. Và khi các dự án bất động sản được khởi động trở lại, được phát triển mạnh mẽ hơn, thì thưa với anh chị em và các bạn là sắt thép là cái nguồn được tiêu hao nhiều nhất và đầu tiên. Xây nền móng cũng cần sắt thép, xi măng, sắt thép, các nguyên vật liệu cơ bản được sử dụng rất là nhiều. Thị trường bất động sản mà đóng băng thì thưa với anh chị em và các bạn thì cái món đó sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Vì vậy chúng ta quay lại xem lại lịch sử thì chúng ta thấy rằng là cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi đầu tiên khi nền kinh tế tốt hơn thì chắc chắn là các doanh nghiệp về hàng hóa cơ bản và đặc biệt là nguyên vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, rồi nhựa. Chắc chắn luôn, anh chị cứ để quay lại xem. Và trong đó thì chúng tôi sẽ có thể kể cho anh chị thấy là
giai đoạn 2016-17 thì nào là Bình Minh, Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, rồi gì nữa, VCS, đúng không anh chị em và các bạn? Những cái doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp mà trước đây chúng ta phải quay lại câu chuyện là trước đây họ có một cái lượng tồn kho rất là lớn. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn nhập và xuất bình thường thôi, nhưng mà kinh tế bị khủng hoảng thì cái nhu cầu của cái món này nó giảm, và trong cái kho của họ thì không bán được hàng, thì gọi là tồn kho. Thì cái tồn kho đó thì nó lại thành, cuối cùng sau này nó lại thành cái gì anh chị em và bạn? Nó lại thành cái lợi thế. Tức là ông nào có nhiều tồn kho thì khi kinh tế ổn lại thì ông ấy lại bán được hàng và lại lợi nhuận một khúc rất là lớn. Thì anh chị quay trở lại lịch sử xem Nam Kim, Hòa Phát, Hoa Sen, rồi Nhựa Bình Minh, rồi mấy cái công ty mà chuyên về nguyên vật liệu xây dựng xi măng, sắt thép đấy, thì hưởng lợi rất là lớn luôn. Đặc biệt ông nào càng tồn kho nhiều thì càng được hưởng lợi nhiều. Đấy, đó là những cái doanh nghiệp đầu tiên được hưởng lợi đầu tiên. Và đương nhiên thì các chủ đầu tư thì khi mà được khởi động lại các dự án thì sau này họ mới, giai đoạn cuối cùng họ mới được hưởng lợi, bởi vì khi bán được hàng, bán được sản phẩm, bán được nhà, bán được đất thì bắt đầu tiền mới về, thì cái đó là cái đơn vị được hưởng lợi cuối cùng. Như vậy những đơn vị đầu tiên được hưởng lợi đó là nguyên vật liệu xây dựng. Và những cái đơn vị này thì có một cái đặc điểm là thực sự thì họ có nợ, nhưng mà ví dụ như chủ đầu tư có nợ họ nhưng mà phải có cái chu kỳ thanh toán, và phần lớn thì phải thanh toán công nợ thì mới có hàng. Tức là muốn lấy thép thì phải thanh toán công nợ, muốn lấy xi măng thì phải thanh toán công nợ thì mới có hàng. Thì ông này cũng được hưởng lợi đầu tiên. Cái ông được hưởng lợi thứ hai ấy, là ông nào? Là cái ông trực tiếp xây dựng, cái ông trực tiếp giải phóng mặt bằng, cái ông trực tiếp làm đường trường trạm. Ông đó là ông hưởng lợi thứ hai. Và đó là chúng ta thấy luôn, quay lại lịch sử chúng ta thấy Hòa Bình, Cô Tích Công, đúng không? Hòa Bình, Cô Tích Công, rồi những doanh nghiệp xây dựng. Ví dụ như là vừa xây dựng mà lại vừa bán hàng như ông Đất Xanh. Ông vừa là cò môi giới, ông lại vừa làm xây dựng. Đấy, lại đó là những doanh nghiệp được hưởng lợi thứ hai trong giai đoạn 2000 nữa, cuối 2016-17. Thì bắt đầu sau khi những nguyên vật liệu cơ bản được hưởng lợi thì những ông đó được hưởng lợi tiếp theo. Rồi sau đó thì mới đến bắt đầu chúng ta mới bắt đầu dịch chuyển từ những cái ông đó, rồi sau đó mới dịch chuyển dần sang những ông nào là chủ đầu tư, rồi những ông buôn bán. Tức là khi mà dự án đã xong, hoàn thành, bàn giao rồi nhận về thì bắt đầu những cái ông như là Vincom, rồi những ông như là Đất Xanh, Nam Long, Khang Điền, những đó là những cái ví dụ rất là cụ thể trên thị trường luôn anh chị và các bạn thấy. Thì nó được hưởng lợi thứ ba. Thứ tư là gì? Thứ tư là sau đó thì mới đến cái ông mà cho vay, tức là ông ngân hàng. Ông ngân hàng lúc này thì bất động sản nó tăng giá thì cái cục nợ xấu nó từ nợ xấu nó thành nợ không còn xấu nữa. Anh chị có hiểu là cái giai đoạn VAMC mà mọc ra thì các ngân hàng đẩy cái nợ xấu về đó, nhưng khi thị trường bất động sản và các vấn đề về các cái cục gọi là những cái được gọi là tháo băng đấy, anh chị và các bạn để hiểu là được tháo băng, tức là cái giá, nếu như ở cái giá A thì nó là nợ xấu, nhưng khi mà các cái dự án nó dịch chuyển và một số cái khu đất ngày xưa nó gọi là những cái tài sản cầm cố nợ xấu thì khi giá nó tăng trưởng ngược lại thì nợ xấu nó thành không còn xấu nữa, và bắt đầu các ngân hàng được hưởng lợi. Tức là khi cái trích lập dự phòng của các ngân hàng bắt đầu được hoàn nhập thì bắt đầu được hưởng lợi. Và nửa cuối năm 2017 đầu 18, anh chị và các bạn thấy các cổ phiếu ngành ngân hàng từ Công Thương, BIDV, Vietcombank, rồi EIB, STB, tất cả những doanh nghiệp đó đều được hưởng lợi. Và nó là cái động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất cuối cùng của giai đoạn thị trường chứng khoán tăng điểm 2017 nửa đầu 2018. Đúng không anh chị em và các bạn? Vậy thì bây giờ chúng ta lại đi suy ngược lại chu kỳ. Thì khi mà khủng hoảng thì rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận với nhau một câu chuyện là khủng hoảng đang diễn ra từ ngày đầu tiên Mỹ châm ngòi nổ đấu với lại Trung Quốc về trade war, tức là chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung, thì đó là bắt đầu châm ngòi cho khủng hoảng rồi. Thì thị trường chứng khoán nó hiển thị rất rõ nét, đó là hàng thứ biểu nó đã giảm điểm. Dow Jones giảm 16%, Nasdaq rồi S&P 500 đều giảm 15-16%, còn VN Index thì thưa với anh chị em và các bạn là giảm 25% rồi. 1.200 bây giờ còn có khoảng 900 thì giảm 25% rồi, và chưa biết là nó sẽ dừng lại khi nào. Thì chúng ta khẳng định với nhau là khủng hoảng đã và đang diễn ra. Nói cho nó cụ thể hơn thì chiến tranh thương mại trade war thì đánh thuế 50%, đánh thuế 50 tỷ cho 25%, đánh thuế 10% cho 200 tỷ. Và nhiều khả năng thì đình chiến trong vòng 90 ngày. Mùng 1 tháng 3 năm 2019 thì Mỹ nó táng thêm cho 25% vào 200 tỷ. Và khả năng thì 267 tỷ còn lại thì Mỹ nó sẽ công bố danh sách để đánh thuế. Thì hai cái ông này, ông không những chiến trên trade war đâu, ông còn chiến về bản quyền, ông còn chiến về rất nhiều vấn đề với nhau.
Và sắp tới đây thì các cái va chạm trên Biển Đông, thì vừa rồi đây của nửa cuối tháng 10 thì một cái va chạm khá là mạnh của trên Biển Đông, đó là tàu tuần tra của Mỹ, nó tuần tra quanh khu vực đảo, gọi là đảo san lấp bồi đắp của Trung Quốc, thì Trung Quốc nó đưa ra ngay cái thằng lan tím đấy ra, nó va chạm, thì hai ông này kìm chế thôi, chứ còn đánh nhau một thằng mà chìm thì nó sẽ leo thang lên rất là nhiều. Rồi thêm cái vụ Huawei đấy, CFO của Huawei, tức là giám đốc tài chính của Huawei bị bắt tại Canada do Mỹ. Rồi Trung Quốc nó bắt lại ba công dân của Canada rồi. Thì câu chuyện này nó còn kéo dài, chúng ta theo dõi thêm. Và chúng ta xác nhận với nhau là khủng hoảng đang diễn ra, và có lẽ là chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu nhìn trên Dow Jones và S&P 500 thì mới giảm 15% là bình thường. Bởi vì trong cái thực tế, trong những đợt khủng hoảng những năm về trước với cái chu kỳ là 10 năm một lần ấy, thì thị trường chứng khoán nó sẽ suy giảm khoảng tầm từ 45-50%. Năm 2008 thì thị trường chứng khoán Mỹ giảm từ 14.000 điểm còn 7.000 điểm. Và thị trường chứng khoán Việt Nam thì thưa với anh chị em và các bạn là về cái máng lợn, bởi vì từ 1.200 điểm mà giảm còn có 235 điểm thôi. Và khủng hoảng nó diễn ra thì nó gây ra nhiều cái tác động lên nền kinh tế cũng như là các cái công ăn việc làm trên toàn thế giới chứ chả riêng như Việt Nam. Nên là mấy ông Việt Nam chém kiểu là bảo là tận dụng khủng hoảng để thế này thế kia, bốc phét thôi, không làm được cái gì đâu. Bởi vì đơn giản khi khủng hoảng nó xảy ra thì cái nguồn vốn gọi là đầu tư gián tiếp trực tiếp nó mà chạy loạn lên thì đảm bảo thị trường chứng khoán nát như là gọi là canh hẹ luôn. Và khi mà nó như vậy thì các ngân hàng cũng sẽ gặp vấn đề thôi. Nên là các cái ông mà nói chung là tôi không phải nói hù, nhưng mà thực ra là không có cái sự đề phòng mà cứ tự tin thái quá, kiểu như là tận dụng khủng hoảng để thế này thế kia. Nếu mà chơi gua mà đi đến một cái nước tiếp theo thì thưa với anh chị em và các bạn, hàng hóa của Trung Quốc, các dây chuyền sản xuất hàng hóa của Trung Quốc sẽ bị dư thừa và không xuất khẩu được cho Mỹ, thì tôi đảm bảo với anh chị em và các bạn nó tràn ra khắp châu Á. Mà khi nó tràn ra khắp châu Á thì Việt Nam mình thì xuất nhập khẩu với Trung Quốc là khá lớn, đặc biệt là nông nghiệp. Thì khi mà hàng hóa nông nghiệp của Trung Quốc và một số cái hàng hóa khác của Trung Quốc nó không xuất đi được thì Việt Nam mình cũng ăn đủ, đó là cái chắc chắn rồi. Nên là anh chị em và các bạn yên tâm đi. Thì tóm lại là khi mà có vấn đề thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề đầu tiên, đó là những cái doanh nghiệp phải hướng lợi. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi đang dự báo là khoảng tầm quý 2 năm 2019 thì thị trường bất động sản của chúng ta sẽ chậm hẳn cái nó. Bất động sản thì nó có đặc điểm là nó không có giảm, nó tăng đến đó là nó dừng thôi. Nhưng mà nó dừng và nó không có giao dịch thì khoảng tầm tháng 6 2019 thì khả năng là nó sẽ, cái số lượng giao dịch nó sẽ giảm đi rất nhiều và nó đi vào cái trạng thái của 10 năm về trước, đó là đóng băng. Thì nếu mà nó đóng băng thì anh chị và các bạn sẽ thấy, bởi vì kịch bản của 10 năm trước là thực ra nó có một cái sự trùng lặp cực kỳ là lớn luôn. 2008, 2018, năm đó chúng ta cũng đạt cúp AFF Cup gì đấy, tôi nhớ không nhầm là thế. Thế là nó lặp lại một cách là nghĩa là ngẫu nhiên, nhưng mà có lẽ là chu kỳ kinh tế nó dịch đi dịch lại thì giống nhau. Và không cần phải nói nhiều thì anh chị và các bạn thấy là hoa sen đã về cái máng lợn rồi. Chắc chắn cổ phiếu hoa sen đã về máng lợn rồi. Lên giá từ 40.000 bây giờ còn có mấy nghìn à, là đã về cái máng lợn rồi. Thì cái riêng cái doanh nghiệp hoa sen thì có nhiều cái tiếng đồn xấu về cái ông chủ là ông Lê Phước Vũ này, nhưng mà tôi không bàn thêm về cái câu chuyện xấu tốt, bởi vì là cái chuyện đó là chuyện miệng lưỡi thiên hạ. Còn Hợp Phát thì cố gắng giữ giá, nhưng mà đến ngày hôm nay thì cũng đã mất 15% rồi, không còn cái cách nào khác. Tức là rõ ràng là nhìn thấy là giá thép nó giảm. Bởi vì sao anh chị biết không, ở bên Trung Quốc á, khi mà xuất khẩu thép mà không đi được đi Mỹ á, thì các nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc á, nó gọi là nó thừa mứa luôn. Và xin thưa chứ thép Trung Quốc mà nó không nhập được vào biên giới phía Bắc thì tôi xin phép được làm con anh chị. Nên là nói chung là khi mà anh Trung Quốc mà cái anh to nhất, anh sản xuất gọi là công trường của thế giới mà anh mà dư thừa thì đảm bảo là nó tràn ngập cả thế giới. Nên là không phải vô lý mà giá thép thực tế anh chị hỏi ở bên ngoài á, giá thép á, đang giảm, đó là cái chắc chắn. Và ông Hòa Phát ông còn làm cả cái nhà máy Trung Quốc còn chưa hoàn thành cơ, đầu tư 10.000 tỷ vào đó thì tôi chưa biết là khi mà hoàn thành thì công suất sản xuất rồi không biết bán cho ai nữa nếu như không xuất khẩu được. Thì nên là Hòa Phát cũng giảm. Thì đó, sau đó sẽ bắt đầu đến cái anh Hòa Bình với anh Công Tích Công. Thì anh Hòa Bình thì cũng về cái máng lợn rồi, thì nó cũng giảm đâu đó mười mấy phần trăm rồi chứ không phải ít. Thì tất nhiên là anh chị bảo giảm nhiều thì nó sẽ không giảm, tất nhiên nó giảm thì nó sẽ dừng giảm, nó dừng giảm ít thật ít lâu rồi nó lại giảm nếu nền kinh tế gặp vấn đề. Và sau khi mà anh nguyên vật liệu cơ bản và anh xây dựng có vấn đề thì bắt đầu mới đến những cái anh kiểu như là Vincom, Đất Xanh, tức là những anh bán bất động sản
những anh đó thì các dự án này xây lên giờ không bán được thì mới có vấn đề. Rồi đến cái anh đó xong rồi mới đến cái anh ngân hàng, bởi vì các dự án bây giờ là toàn vay ngân hàng không à, tỷ lệ cầm cố là 70%, tức là vay ngân hàng 70%. Và khi mà thị trường nó có vấn đề thì các anh ngân hàng mới bắt đầu mới mọc lại cái câu chuyện là nợ xấu giống như 10 năm trước. Nên là từ từ anh chị em và các bạn sẽ ngấm cái chuyện đó. Và tôi đang kể cảnh báo cái câu chuyện nữa, tức là thực ra đây là cái dự báo và sẽ xem xét thêm. Tức là sau khi 6 tháng kể từ ngày đầu tiên Mỹ nó đánh thuế 50 tỷ đô la Mỹ lên các cái hàng hóa gọi là trọng yếu của Trung Quốc, thì các cái doanh nghiệp của Trung Quốc sẽ gặp vấn đề. Và lúc đó thì các doanh nghiệp sẽ phải nộp đơn phá sản và bảo hộ phá sản cả Mỹ và Trung Quốc. Còn cái 200 tỷ thì 10% thì chưa vấn đề gì hết, bởi vì 25% thì khi xuất nhập khẩu mà bị đánh thuế 25% thì mới gặp vấn đề thôi. Còn 10% thì họ vẫn lời, bởi vì là cái việc xuất nhập khẩu tôi đã có nói một lần là đánh thuế dưới 10% thì họ vẫn lời, bởi vì cái biên lợi nhuận xuất khẩu lên tới 25% cơ. Ok, còn một vấn đề nữa là anh chị và các bạn quan sát thêm giá dầu. Giá dầu của chúng ta là trong vòng có 3 tháng thôi mà nó đi từ 75 đô la Mỹ một thùng mà về bây giờ còn có 46 đô la Mỹ một thùng à. Và với một số cái dự báo á, thì năm 2019 sẽ không giống như những năm trước, bởi vì ngày xưa thì là giá dầu giảm là do dư thừa nguồn cung, tức là các tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC cộng với việc dầu đá phiến thì nó dư nguồn cung. Nhưng năm 2018 khác hoàn toàn, nó không còn là câu chuyện dư nguồn cung nữa mà là thiếu hụt nguồn cầu, tức là kinh tế thế giới sẽ gặp vấn đề và nhu cầu về dầu nó sẽ thấp dẫn đến câu chuyện giá dầu năm nay nó sẽ không giảm mạnh như trước đây, nhưng nó sẽ đi từ từ. Nó mà đi từ từ là cái giải pháp gọi là nó bào mòn. Mà khi nó bào mòn á, thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà gọi là khai thác dầu đá phiến của Mỹ sẽ gặp vấn đề, bởi vì chi phí đâu không nhầm hòa vốn của các doanh nghiệp đá phiến thì khoảng tầm 38 đô la Mỹ một thùng, và bây giờ đang là khoảng tầm 46, thì nếu mà nó giảm về cái vùng cận 38 40 đô la Mỹ một thùng thì các doanh nghiệp đá phiến của Trung Quốc sẽ gặp vấn đề. Và ok, chúng tôi sẽ dừng video tại đây. Nếu thấy hữu ích, anh chị hãy để một like, nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới, và đặc biệt là nếu được hãy chia sẻ video để nhiều người cùng gọi là biết tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.